Em du luôn nhá. Thôi rất là khỏe nha anh em nha. Hello, xin chào tất cả các anh em nhá. Thực sự là không hiểu hôm nay ngày đẹp trời nào mà em từ sáng đến giờ có 3 khách chứ. 3 khách đến cửa hàng mua hàng rồi anh em ạ. Thì con này là con máy thứ 3. Con này là bán con máy Comin rồi. Con máy này là con máy Comin. Cũng nay bán con máy Comin M11C300 nhá. Con này bây giờ em bán con 375 cho anh Cường ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây, ông anh này đấy. Anh ấy là thợ có gara anh em ạ. Anh em ấy, anh ấy suốt ngày mua, một năm phải mua của em 6-7 con máy Comin ấy. Còn những máy khác chưa tính. Sau tầm 3 tiếng đồng hồ, anh Cường anh ấy đi xem xét hết máy móc rồi, cuối cùng anh ấy mới ra đoàn quyết định lấy con máy Comin này. Con này là con máy Comin 75 nhá. Và thay vào xe gì anh? Đông Phong à? Con máy Comin này đúng không? Thay vào con máy Đông Phong bao tấn gì? À, xe đầu kéo Đông Phong. Đông Phong Hoàng Huy nhá, đầu kéo. Đời bao nhiêu nhỉ anh? 22 đô, thay vào con máy Đông Phong Hoàng Huy 22. Cái máy này em cũng bán được rất là nhiều, máy Comin này anh em ạ, 375 này ấy. Đây, anh em xem này, chúng con là máy còn rất là đẹp nhá. Ốc phần máy vẫn còn nguyên zin này, chưa. Cái như kiểu anh em ở trong Sài Gòn mình gọi là con ốc quy lát ấy, còn nguyên zin nhá mọi người nhá. Nguyên zin, ốc quy lát nguyên zin. Turbo còn nguyên này. Con này là máy 375 và con này là lòng của nó bao nhiêu nhỉ anh Cường nhỉ? 125 à? Lòng xi lanh cơ mà. Lòng của nó là 125 nhé anh em nhé. Về hổ vồ là 126-127 rồi. Những cái con các anh em xem những con ốc này vẫn còn nguyên zin hết à. Những con ốc ở cái đầu bật béo vẫn còn nguyên zin nhá. Máy này là máy vẫn còn nguyên đấy. Trước hết là hình thức là đã thấy cũng thấy ok rồi. Vì cái con ví dụ con như con máy này nó bị có thể ở hai bên giấy lốc nó còn mất sơn một tí, nhưng máy là vẫn còn zin hết anh em ạ. Vì ở bên Trung Quốc ấy, nó chạy tùy theo từng vùng thời tiết, thì gần ví dụ như là gần nước biển mặn ấy thì nó sẽ bị bị ăn màu sơn một tí, nhưng còn chất lượng của nó rất ok. Đây anh em xem là những cái cây này máy nó chưa mở, bây giờ chưa có gioăng keo nhá. Đây anh em xem này, tất là cái gioăng đáy tắc te còn chưa mở ra bao giờ, vẫn còn zin hết. Cực đẹp luôn nha mọi người nha. Đây, bơm kim vẫn còn nguyên zin hết. Chưa mở, có dấu mở, con ốc ở bơm kim này chưa có dấu mở này anh em này. Thực sự là có thể là do cái đây, em mọi người xem nhỏ cái lốc của nó có cái hình sơn xiếc nó hơi bị bạc một tí, nhưng cái chất máy ở kiểu chất máy bãi, với lại thứ hai là nó chạy em vẫn bảo là nó chạy theo tùy từng vùng thời tiết. Thời tiết ở gần nước biển mặn thì nó sẽ bị như vậy. Nhưng còn máy thì nó vẫn còn chất máy thì chất máy bãi lúc nào nó vẫn khác cái ở cái máy ở xe Việt Nam cắt ra nhá anh em nhá. Lúc nào nó vẫn còn dừa, có là nhìn kỹ xem kỹ thì lúc nào nó vẫn còn rất là đẹp, và cái giá trị sử dụng của nó rất là cao nhá. Thì bây giờ theo anh Cường, anh ấy rất là nóng lòng để xem chất lượng của nó, hình thức thì quá ok rồi. Bây giờ sẽ cho anh em thợ test, trước hết là cho anh Cường xem. Thứ hai là em sẽ đăng lên kênh bán hàng để cho mọi người biết là cái dòng sản phẩm này, cái dòng máy này, Comin này, từ máy nhỏ đến máy lớn nhá. Ở bên cơ sở em là rất là nhiều. Nếu mà anh em nào có cần thì cứ alo cho em tư vấn thôi. Cần tư vấn để lắp vào xe hay lắp vào cái máy phát điện thì từ đã máy phát điện này thì cứ alo cho em. Thì để em sẽ tư vấn cho mọi người để sao làm sao để mọi người có thể mua được một con máy phù hợp nhất với công việc của mình và cái túi tiền của mình nhá anh em nhá. Lỗ ơi. Bây giờ sẽ cho anh em thợ lỗ luôn. Quá ok luôn. Quá chất. Bên làm gì?
cho chạy vào đây, cho chạy vào kia mày. Em du luôn nhá. Không một tí khói nào. Không đổ thôi nhá. Kỹ quá. Đây ông này là thợ kỹ lắm. Rồi, gom kỹ quá. Thôi rất là khỏe nha anh em nhá. Thôi là không có nước. Quá chất luôn. Em du luôn. Rất là khỏe nha. Phát biểu cho phát về chất lượng ngay ông tướng. Quá chất rồi anh em ạ. Đúng là ví dụ bán cho thợ thì cũng nếu mà máy mà ngon thì bán cho thợ ok thì rất là nhàn nhã anh hiểu không? Anh em hiểu không? Không phải giải thích nhiều. Vì thợ người ta xem là có như thế thôi, người ta sẽ biết. Có như vậy thì chỉ có như vậy thôi. Chứ nếu mà bán cho khách lẻ người ta không biết gì về máy á, mình phải giải thích này, mình phải hướng dẫn này. Mình phải tư vấn này, rất là đau đầu. Nhưng bán cho thợ thì lúc nào cũng thợ vào người ta chọn con máy, người ta nhiều khi người ta không cần hình thức lắm đâu anh em ạ. Quan trọng là chất lượng đấy, lổ lên là quá ok luôn. Nhiều khi người ta bảo xấu xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Hả? Bọn em thì có sơn mà sơn. Lấy cái lọ ấy đây 25 nghìn đấy, hiểu không? 25 nghìn thì có. 25 nghìn thì đầy. Quá chất anh em ạ. Đấy, anh em xem. Lấy chân lưng mới hàng chứ. Ê, lấy hạt một ký nào. Ờ, nhưng anh có cái có thay đổi cái gì không? Có thay đổi. Phải thay đổi thì vẫn phải thay đổi chứ. Đổi bao côn hay cái gì cho ta đủ có phát nữa. Nếu mà không kịp thì để chiều đi. Mẹ anh toàn ra đoàn những lúc chưa chưa bọn thợ này. Ôi đi. Kìa, thế anh phải ra mà hộ chứ đi làm đéo gì. Khách cái ông những cái ông khách mà cứ đi đến đến xong cứ chưa chưa mới ra quyết định xong lại rất là lằng nhằng lại mà muộn mệt. Con bán này coi như đã ok nha anh em nha. Bây giờ em sẽ đổi theo yêu cầu của khách hàng là sẽ đổi cú phát này, đổi cú phát, đổi cú phát khác cho người ta. Người ta có cú phát mang theo rồi. Ơi tháo này ra cu. Tháo cú phát. Đấy để cho ông ấy tháo. Có tháo cái gì nữa? Có bắn bàn ép ra không? Có bàn ép thắp đường không? Tháo mày bắn bàn ép ra phát. Kê kê đi. Để em bắn. Cứ để em ừ. Đấy. Đi hạ máy kia xuống để mà tháo. Để tháo tường á. Ừ. Có cái xe lông. Nhà mình có xe lông. Có. Đánh xe lông. Rồi thì em sẽ đánh tí em này đánh em là em sẽ đánh. Tính mày cứ tháo cái bàn ép để tao đi rồi cái xe lưng như vậy không? Ai cả còn ăn cả đục số cả. Ờ thì bây giờ cứ tháo cái kia đi. Ừ. Đây để em gọi đục số. Xong rồi nha anh em nha. Bây giờ sẽ thay một số bộ phận nhỏ nhỏ rồi sẽ cẩu lên xe cho hai sếp ở Thủy Nguyên Hải Phòng ấy, Thủy Nguyên Hải Phòng. Tháo về anh tự lắp nhá. Thủy Nguyên Hải Phòng nhá.
Rồi. Coi như con máy này đã xong anh em ạ. Bây giờ em sẽ đổi cái bao côn này và sẽ thay củ phát, rồi sẽ cáo lên cho sếp hai ông tướng về Thủy Nguyên Hải Phòng nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chân thành cảm ơn.